Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi gần trưa. Lúc này rảnh rỗi. Trong đầu có ý tưởng là muốn trình bày một khía cạnh liên quan đến cái vấn đề học tốt bộ môn điện tử học. Lúc này thì tôi dùng cái điện thoại tự ghi hình để làm ra câu chuyện kể. Thế nào có thể giúp cho các bạn trẻ học tốt được môn điện tử học? Điện tử học là một cái môn liên quan đến carbon mà nhưng mà chúng ta biết là mỗi một bô mặt thì nó có một cái schematic, một cái sơ đồ mạch điện. Với người có kinh nghiệm thì người ta nhìn sơ đồ mạch điện là người ta đã có thể hình dung ra được cái cấu trúc thật của mình và hiểu ra được nguyên lý vận hành của nó. Do đó, hiểu được cách vẽ một cái sơ đồ mạch điện cho một mạch điện cũng rất là quan trọng. Trong nhiều năm dạy nghề, để kiểm tra trình độ của các bạn trẻ tôi chỉ cần đưa ra một cái yêu cầu là hãy vẽ một cái sơ đồ mạch điện cho thấy hoạt động của một con transistor khuếch đại. Thì tôi quan sát và nhìn các em vẽ thì tôi biết được liền là em này có hiểu vấn đề hay không. Tại sao? Tại vì cái sơ đồ mạch điện nó phản ảnh cái hiểu biết của các học viên đối với mạch điện. Tôi lấy thí dụ, nếu biểu tôi vẽ một cái sơ đồ mạch điện khuếch đại dùng một transistor thì tôi sẽ vẽ như sau. Trong đầu tôi thì tôi bắt đầu nghĩ tới nguồn, tôi lấy thước kẻ cho nó ngang, tôi nghĩ tới nguồn, tức là nguồn là một nguồn pin. Gạch dài là dương, gạch ngắn là âm. Rồi sau đó thì tôi mới vẽ cái đường nối vào cực dương và cái đường nối vào cực âm. Những chỗ nối thì phải dấu chấm. Đa số đường nối vào cực âm người ta quy định nó là đường mát, tức là ở đó là không bon. Còn trên đường nối vào cực dương á, thì ở đó là một khóa điện, khóa K. Đó.
Đối với bất cứ mạch điện nào thì đầu tiên chúng ta cũng phải nghĩ tới hai cái đường nối vào một cái nguồn pin. Nguồn pin thì phải có mức vôn, ví dụ 12V. Rồi sau đó là gì? Sau đó là mạch chỉ thị để phát hiện coi điện có chảy vô mạch hay không. Thì người ta sẽ vẽ như thế này: một con led, một cái điện trở nối vào đường dương, một cái điện trở đường đi gồ ghề R, và một con led, tức là hình vẽ của một cái van phát sáng. Chỗ nối thì người ta chấm, đó là từng bước chúng ta thể hiện một cái mạch điện. Bây giờ ta có thể giải thích mạch này làm việc như thế nào. Khi ta đóng khóa ca thì cực dương là cực hút, nó sẽ hút với dòng electron, và dòng đó chảy qua con led, chảy qua con điện trở về nguồn dương, và chúng ta thấy con led phát sáng. Đó, trình tự vẽ như vậy. Nếu mà các em học viên vẽ như vậy thì tôi biết các em này có thể hiểu mà, và có thể rắp ráp mặt được. Bây giờ tôi yêu cầu em đó vẽ cho tôi cái mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng một transistor. Nếu em đó bắt đầu vẽ điện trở thì tôi nói thua rồi, em này không hiểu, không nắm được cái chủ chốt, cái trung tâm của nó. Bước đầu, mạch khuếch đại, khi chúng ta nhìn vào, tìm hiểu hoạt động của mạch, thì ta phải nắm được cái chủ chốt của nó. Chủ chốt của nó là gì? Là cái tâm điểm của mạch. Nó là con transistor. Thành ra đầu tiên chúng ta phải vẽ con transistor. Transistor có 3 chân. Chân B là chân nền, chân C là chân gót, tức là thu. Chân E là chân phun, tức là emitter collector case. Mũi tên chỉ ra là transistor có chất bán dẫn, là bố trí theo kiểu NPN. Nếu bố trí theo kiểu BNB thì mũi tên chỉ vô. Như vậy khi ta vẽ vào mặt cái con transistor thì lập tức xuất hiện ba chân B, E, C. Kế đó ta mới lấy những điện trở, ta sắp xếp mức vôn trên chân B, E, C cho nó làm việc trong vùng khuếch đại. Bởi vì ta biết một transistor có thể làm việc trong vùng ngưng dẫn, trong vùng khuếch đại, trong vùng bão hòa. Thế thì nó có ba vùng: ngưng dẫn, khuếch đại, bão hòa, và nó phụ thuộc vào cái mức vôn mà chúng ta cho con transistor. Ở đây ta sẽ lấy hai điện trở, ta lấy
hai điện trở. Một cái nối vào đường dương ta gọi là R1, một cái nối vào đường âm ta gọi là R2. Và với hai điện trở như vậy thì ta gọi nó là gì? Ta gọi nó là cầu chia von, tức là lấy một phần mức von của nguồn để cấp cho chân B. Tại sao chúng ta phải lấy mức von của nguồn cấp cho chân B? Vì chúng ta muốn đặt transistor làm việc trong điều kiện khuếch đại. R1, R2 ở đây gọi là cầu chia von. Thường thì chúng ta có ví dụ 12 von ở đây, thì chúng ta lấy khoảng 2 von ở đây là đủ rồi. 2 von là đo từ mắt lên tới đây là 2 von. Lúc đó thì chúng ta sẽ dùng đồng hồ đo để chúng ta lấy 2 von từ nguồn 12 von. Chương B có 2 von thì nó sẽ transistor trong điều kiện dẫn điện, tức là nó sẽ có một dòng chảy vào ở chân ơ và chảy ra ở chân xê. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một điện trở ở chân ơ, đó là R3. Thì điện trở R3 không làm thay đổi mức von ở chân ơ, bởi vì mức von ở chân ơ nó phụ thuộc vào mức von ở chân B. Ở đây là một mối nối BN thì nó sẽ ghim cái mức von là 0,6 von, vì đó là transistor silicon. Như vậy ở chân ơ chúng ta sẽ có 1.4 von và ta sẽ tính R3 để lấy được cái dòng làm việc cho con transistor. Dòng chảy vô ở chân ơ sẽ chảy ra chân C và ta cho cái dòng này qua một cái điện trở R4 chảy về nguồn. Như vậy R4 dùng để làm gì? R4 dùng để định mức trên chân C, tức là mức áp trên chân C thì người ta thường lấy bằng nửa mức nguồn. Ví dụ đây 12V thì đây ta cho nó ở 6V. Dựa vào cái yêu cầu này người ta sẽ tính được R4. Như vậy thì ta sẽ có mức von là ở chân D là 2V nhờ dòng R1, R2. Và ta sẽ có cái dòng làm việc ví dụ là 1mA nhờ cái điện trở R3. Và ta sẽ có 6V trên chân C là nhờ điện trở R4. Như vậy bạn mới thấy, nếu ta bắt đầu vẽ con transistor rồi mới dùng những điện trở phân cực, người ta gọi là thiên áp, tiếng Mỹ là bias, tức là sắp xếp cái mức von trên các chân BOC để định cái dòng làm việc của nó. Sau đó thì tín hiệu chúng ta sẽ đưa vào chân B thì ta có một cái nguồn tín hiệu và ta đưa vào chân B qua một cái tụ liên lạc C1. Cực bên đây nối vào đường 0V, cực bên đây nối vào đường 2V. Như vậy cực dương phải nằm ở bên chân B. Như vậy thì C1 là tụ liên lạc lấy tín hiệu đưa vào chân B. Mà chân B có tín hiệu thì nó sẽ xuất tín hiệu ra ở chân C. Và chúng ta qua tụ liên lạc C2 đưa tín hiệu cấp cho tải R-Load. Bên đây là 0V, bên đây là 6V. Như vậy cực dương phải nằm ở bên 6V. Nằm ở bên 6V. Sự nhấp nhô mức von ở chân B
làm thay đổi dòng điện chảy qua transistor sẽ làm cho mức vôn ở chân ơ cũng thay đổi. Do đó chúng ta giữ mức vôn ở chân ơ lại bằng một cái trụ C3, ta gọi là trụ ổn định mức vôn ở chân ơ. Đó là cái cách thức mà chúng ta dùng để vẽ mạch khuếch đại dùng một transistor. Nếu các em học sinh vẽ theo trình tự như tôi đã vẽ thì tôi cho là các em đó nắm được vấn đề, hiểu được vấn đề. Bởi vì mạch điện nó có tính quy luật, thành ra nó có tính trước sau. Ví dụ khi vẽ một căn nhà, chúng ta xây một căn nhà thì mới vô rồi chúng ta vẽ mái ngói liền là sai. Chúng ta phải vẽ cái nền rồi mới xây tường, rồi trên tường ta mới có mái ngói, trong tường thì chúng ta mới chừa cửa sổ, chừa cửa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó có tính trình tự. Mà một người hiểu được cái tính trình tự thì người đó mới nắm được vấn đề. Tất cả các mạch điện đều là như vậy, vì nó là một thực thể kiến trúc, thành ra nó phải có tính trình tự trước sau. Hôm nay đừng có đổi mời trình bày cái sự trải nghiệm của mình trong những năm mà dạy học. Tôi chỉ cần nhìn bạn vẽ một cái sơ đồ mạch điện là tôi hiểu bạn nắm những vấn đề hay không. Điều này cũng giống như tôi nhìn bạn vẽ một cái chữ Nôm hay là một chữ Hán là tôi biết bạn có hiểu ý nghĩa của cái con chữ đó hay không. Bởi vì đối với một cái hình vẽ thì có chính, có phụ, có trọng tâm, có phân bố, có trước, có sau. Chỉ khi nào ta vẽ một cái mạch điện mà làm rõ được cái vai trò của từng linh kiện trong mạch thì lúc đó nó mới nói lên là chúng ta hiểu mạch. Tất cả các mạch điện khác đều là như vậy. Ở đây tôi dùng cái laptop, cái điện thoại để thể hiện cái quan trọng của nghệ thuật kể chuyện. Nghệ thuật kể chuyện sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy được cái diễn biến của đầu óc. Nghệ thuật kể chuyện cho chúng ta thấy được cái hiện thực cuộc sống của mình. Tôi thích kể chuyện và tôi thường xuyên dùng thuật kể chuyện để rèn luyện rèn luyện sự phát triển trí năng. Chào, hẹn gặp lại.